Xin chào các anh em, video này mình sẽ tóm tắt nhanh nội dung tập thứ 6. Cuối tập trước, Trần Bình An đã được cây thần ban cho một cơ duyên cực kỳ lớn giúp tăng tuổi thọ thêm 3 năm. Trở lại nhà, cậu ta lại bắt đầu nấu thuốc cho Ninh Diều. Cô nàng này cũng đã khỏe lại, cô cho biết rằng nếu không có Tề Tĩnh Xuân trợ giúp, sau này cậu có chạy đến chân trời góc bể cũng không thoát khỏi sự truy sát của các thế lực lớn. Không cần nói đến lão già Lưu Chí Mậu đó, chỉ cần đi ra khỏi cái thôn này, Phù Nam Hoa chỉ cần một ngón tay cũng có thể tặng cậu một vé đi gặp cha mẹ mình. Ninh Diều muốn nhắc nhở Trần Bình An làm việc cẩn thận. Nếu nắm đấm không cứng thì chẳng ai thèm quan tâm đến đúng hay sai của cậu cả. Trần Bình An vẫn ngây thơ cho rằng lý lẽ chính là lý lẽ. Ninh Diêu nghe xong liền muốn gõ đầu cho một trận. Ngay sau đó, đứa em họ Cố Sán đến chào tạm biệt. Nhà còn mỗi một cái cửa trông mới. Cố Sán định phá luôn cái cửa đi vào. Ai ngờ Trần Bình An mở cửa đúng lúc khiến cậu em ngỗ nghịch trượt chân. Đáng đời thằng nhỏ. Lần này đến ngoài tạm biệt thì cậu bé còn mang đến hai túi tiền tặng Trần Bình An. Thấy Ninh Diêu từ trong nhà đi xa, Cố Sán cũng bất ngờ. Không nghĩ rằng người anh họ nghèo khổ này cũng có ngày thành đạt, còn dẫn một cô nương xinh đẹp về nhà. Trần Bình An rất thương cậu bé nên nhắc nhở Cố Sán cẩn thận các thứ. Người bạn thân Lưu Tiễn Dương của Trần Bình An lại ra ngoài tìm chị Khuê. Cậu ta viết lời tỏ tình vào một tờ giấy dài rồi treo vào con diều. Dùng cánh diều tỏ tình nhưng cách làm này quá nổi bật, khiến người xung quanh phố đều phải liếc mắt nhìn. Chị Khuê chán chẳng buồn nói. Đúng vào lúc này, hai anh em Lư Chính Thuần đi ngang qua, nhìn thấy trướng mắt nên chọc thùng con diều. Lưu Tiễn Dương tức lắm, hai bên cãi cọ rồi truy đuổi nhau khắp phố. Phe địch người đông thế mạnh, Lưu Tiễn Dương đành phải chơi bài nhảy lên nóc nhà bỏ chạy. Trong lúc này, một vị phu nhân tên Hứa Thị và một lão đầu tên Ban Sơn Viên đang làm khách tại nhà của tên Lư Chính Thuần. Vị phu nhân và lão đầu này chính là nhóm người đã tiến vào thôn cùng với Thái Kim Giản và Phù Nam Hòa. Mục đích bọn họ đến chỗ này để tìm kiếm hai món cơ duyên là bảo giáp và kiếm kinh. Nhưng vì cả hai người họ đều có chung mục đích, không thể nhường cho hai người còn lại được. Thế là họ phải quyết chiến xem cơ duyên thuộc về ai. Vì bên ngoài bị cấm dùng pháp thuật, nên hai người họ phải đưa ý thức tiến vào niệm cảnh. Ban Sơn Viêm to cao lực lưỡng, sức mạnh vô cùng to lớn. Mỗi lần tung nắm đấm đều bạo phát uy lực khủng khiếp. Nhưng mà Hứa phu nhân cũng không phải là người tầm thường. Mặc dù là nữ nhân, dáng vẻ lại nhỏ bé hơn rất nhiều, nhưng sở hữu tốc độ và sự linh hoạt cao, hai bên ăn miếng trả miếng liên tục. Ban Viên Sơn nhiều lần bị Mỹ Phụ giáng chưởng vào người. Ông ta lại không hề hấn gì. Ông ta tung một chưởng đánh bay Hứa phu nhân, giành lấy chiến thắng. Có trời có chịu, Hứa phu nhân phải đồng ý nhường lại một món. Ban Viên Sơn không cần bảo giáp, chỉ cần bộ kiếm kinh. Ngay sau đó, hai anh em Lư Chính Thuần cũng trở lại nhà. Sau khi biết người mà Hứa phu nhân muốn tìm là Lưu Tiễn Dương, bọn họ liền khoe việc mình ức hiếp Lưu Tiễn Dương, còn định đưa người đến ép buộc hắn ta mang đồ vật đến đây. Hóa ra bảo giáp và kiếm kinh mà Hứa phu nhân và Ban Viên Sơn đang tìm kiếm lại do Lưu Tiễn Dương nắm giữ. Hứa phu nhân có vẻ tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn niềm nở nhắc nhở rằng hai bên tình nguyện trao đổi mới gọi là cơ duyên, sao có thể thúc ép. Vì Lưu Tiễn Dương chưa biết được huyền cơ trong bảo giáp, nếu mà cô đột nhiên đến nhà thì hắn ta sẽ hoài nghi, khó mà thành giao dịch, cho nên mới nhờ đến hai anh em Lư Chính Thuần. Em trai Lư Chính Thuần lại không biết điều, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào bộ ngực khủng của Hứa phu nhân, kết quả là bị đem ra ngoài đập cho một trận, không bị chọc mù mắt là quá may mắn rồi. Chuyện cảnh đến nhà của Trần Bình An, lần này Ninh Diêu được cứu mạng nên cũng muốn trả ơn bằng cách giúp cậu làm một việc. Chỉ là tình nghĩa hai bên không được sâu sắc lắm. Nếu muốn nàng giúp làm hai việc thì phải dùng một túi tiền làm thù lao. Trần Bình An lại cảm thấy không cần, nhưng Ninh Diều vẫn muốn báo đáp, sau này nhất định sẽ trả ơn. Việc trước tiên là cậu cần phải sống thật tốt, đừng có chết yếu đó. Trần Bình An chỉ lấy một ít tiền xu trong túi, số còn lại đều tặng cho Ninh Diều. Điều này làm cho nàng ta bất ngờ hỏi thăm cậu làm như thế này là có ý gì, có phải thích ta hay không. Mắt nhìn cũng tốt đấy, nhưng mà nàng sẽ không đồng ý đâu. Nam nhân mà nàng thích nhất định phải là đại kiếm tiên lợi hại nhất thiên hạ. Trần Bình An nhanh chóng dội cho một gáo nước lạnh, nói cho Ninh Diều biết rằng nàng ta hiểu lầm rồi. Cậu không có thích nàng. Nàng ta hỏi lại lần nữa, một chút xíu cũng không có hay sao? Trần Bình An luống cuống tay chân khẳng định không có.
nhìn dáng vẻ thật thà và cách trả lời thật thà, Ninh Diều cũng bất lực. Nàng cho rằng dù sau này cậu may mắn cưới được vợ, thì phần lớn cũng là kẻ thiếu đầu óc thôi. Lời của Ninh Diều thực sự quá thẳng thắn. Không biết sau này liệu có hối hận vì sự vô tư của ngày hôm nay hay không? Nội dung tập phim đến đây là khép lại. Diễn biến bộ phim vẫn còn rất dài. Các bạn đừng quên đón xem các tập tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.